người dân vùng Yên Thế tỉnh Bắc Giang luôn tự hào về mảnh đất quê hương, nơi đã nuôi dưỡng nên Hoàng Hoa Thám, một võ tướng tài năng, vị thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa nông dân Yên Thế. Đây là phong trào khởi nghĩa nông dân lớn nhất, dài nhất trong lịch sử dân tộc ta chống thực dân Pháp kéo dài gần 30 năm. Hình ảnh Hoàng Hoa Thám và cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã khắc sâu trong lịch sử và tâm hồn người dân Việt Nam. Khu di tích lịch sử văn hóa về cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế đã tạo thành một quần thể di tích lịch sử có giá trị to lớn, được chính quyền và người dân nơi đây trân trọng, gìn giữ. Với 23 điểm di tích, hầu hết là những đồn lũy, đình, đền, chùa, miếu, trải rộng trên địa bàn 4 huyện Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên và Yên Dũng. Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế là bằng chứng thuyết phục cho tinh thần quả cảm, bất chấp hy sinh của nghĩa quân Đề Thám nhằm giành lại độc lập, tự do. Để ghi nhận, tôn vinh những giá trị và ý nghĩa đặc biệt đó, ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 548 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với khu di tích này. Trong đó, huyện Yên Thế có 9 điểm, gồm đồn Phồn Xương, đồn Hố Chuối, chùa Lèo, đình Dịnh Thép, chùa Thông, đồn Hom, động Thiên Thai, đền Cầu Khoai và đền Thề. Xin được giới thiệu về những địa danh lịch sử của Yên Thế, quê hương người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám. Trung tâm của khởi nghĩa Yên Thế là đồn Phồn Xương tại Cầu Gồ. Đồn được Hoàng Hoa Thám cho xây dựng năm 1892. Tại đây hàng năm đều được tổ chức lễ hội thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và các bản làng lân cận tham gia. Với bản chất là ngày hội cầu mùa, tại lễ hội Hoàng Hoa Thám còn tổ chức thêm các hoạt động như lập đàn làm lễ cầu siêu cho các vong hồn tử trận của nghĩa quân và nhân dân trong vùng, làm lễ phóng ngư thả điểu thể hiện tinh thần tự do độc lập của nghĩa quân. Ngày nay, lễ hội Phồn Xương được gắn liền với lễ hội Yên Thế với nhiều hoạt động phát huy tinh thần thượng võ của cha ông và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Đền Thề nằm ở trung tâm di tích Phồn Xương, đối diện với đồn Phồn Xương, đại bản doanh của Nghĩa quân Yên Thế. Đền ban đầu làm bằng tranh tre. Khi xây đắp đồn Phồn Xương, Hoàng Hoa Thám đã cho xây dựng đền mới bằng khung lim, lợp ngói, gồm tiền đường 3 gian, 2 dĩ và hậu cung 2 gian. Những năm đình chiến lần thứ hai giữa Đề Thám với thực dân Pháp, Đề Thám đã tổ chức hội hè, rước sách, tế lễ ở đền. Lễ cầu may được tổ chức từ ngày 10 đến 15 tháng Giêng âm lịch. Đây là dịp Hoàng Hoa Thám thăm viếng các thân nhân tử sĩ của Nghĩa quân. Trong ngày hội, có lễ đền, thi bắn cung nỏ, bắn súng, săn thú, đua ngựa, vật, đánh cờ và thi cỗ có giải. Lễ cầu siêu được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Đề Thám cho mời các tăng ni tới làm lễ cho các tử sĩ rất long trọng. Lễ tế cờ tổ chức vào tháng 8 âm lịch. Đề Thám đọc văn tế cờ bằng một bài văn vần, nói lên lòng căm thù giặc, quyết tâm đánh thực dân phong kiến cho đất nước thanh bình. Đền Thề là nơi Nghĩa quân cất máu ăn thề, làm lễ xuất quân đánh Pháp. Trong đền có tượng thủ lĩnh Nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Phía sau đền là nhà trưng bày các hình ảnh và hiện vật của cuộc khởi nghĩa như súng kíp, đạn, gươm, mã tấu, cùng các đồ dùng sinh hoạt như mâm đồng, bình lọ, ấm chén uống nước của Nghĩa quân. Trước sân nhà trưng bày là tượng đài lãnh tụ Nghĩa quân Hoàng Hoa Thám và câu nói nổi tiếng của ông: "Chúng tôi gắn bó với phong tục của đất nước chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ phong tục ấy dù có phải hy sinh cả tính mạng." Ngày nay, Đền Thề là nơi tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong vùng và du khách thập phương. Nhân dịp các sự kiện trọng đại được tổ chức tại quê hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các ngành đoàn thể đều thắp hương tại Đền Thề. Các đoàn khách trong và ngoài nước khi về thăm khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế đều thắp hương tại Đền Thề cầu may mắn, bình an. Nằm trên một quả đồi, cạnh tuyến đường tỉnh lộ 398 từ Nhã Nam đi Cầu Gồ, chùa Lèo thuộc xã Phồn Xương có địa thế u nhã, hữu tình. Chính vì thế, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hoàng Hoa Thám đã cho xây dựng ngôi chùa và thường xuyên trùng tu để làm căn cứ chiến đấu và cũng là địa điểm liên lạc của Nghĩa quân. Nơi đây, thực dân Pháp đã nhiều lần thua trận. Vào ngày 26 tháng 11 năm 1897, thực dân Pháp đã phải đề nghị hòa hoãn lần thứ hai với Nghĩa quân Yên Thế. Tương truyền rằng, trước hôm thỏa thuận hòa ước, viên đại lý Pháp đến ngủ ở chùa Lèo, Đề Thám ngủ ở trong làng. Sau khi trăng lặn, khoảng nửa đêm trong rừng có những tiếng lao xao. Chú ý lắm mới thấy 12 tên lính lặng lẽ trèo qua cây rừng rậm, tiến về túp lều gỗ nơi Đề Thám đang nằm. Sớm hôm sau, ở ngoài chùa, tất cả mọi người tề tựu đông đủ. Mọi người nhìn nhau khắc khoải đợi chờ. Chẳng thấy dấu hiệu gì cho thấy Đề Thám bị ám hại. Người ta đành chia nhau đi tìm. Trên bãi cỏ bên làng, dưới chân lô cốt, đã thấy 12 xác lính được xếp nằm cạnh nhau. Xác viên đội nằm ngoài cùng, một lưỡi dao cắm trên ngực cùng với tờ hòa ước. Còn các xác khác, bàn tay chắp lại, ôm một mảnh gỗ có đề chữ phản. Sau vụ này, Đề Thám đã cho dán khắp nơi bản tố cáo của Nghĩa quân về sự phản bội của bọn giặc Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chùa Lèo còn là nơi cứu chữa thương binh, là trụ sở Ủy ban Hành chính kháng chiến. Cho đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chùa Lèo là cứ điểm phòng không bắn máy bay Mỹ. Với di tích lịch sử đó, chùa Lèo đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, nằm trong quần thể di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám. Cứ vào ngày 15 tháng 3 dương lịch hàng năm, Đảng bộ và nhân dân xã Phồn Xương lại nô nức tổ chức lễ hội với lễ dâng hương và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi như hội diễn văn nghệ quần chúng, hội chạy thanh niên, thi chọi gà, cờ tướng, bóng đá, kéo co, võ vật, v.v. Năm 2011-2012, chùa Lèo đã được đầu tư trên 3 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp bằng nguồn vốn của nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay, Đảng bộ và nhân dân xã Phồn Xương không ngừng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với mảnh đất đã đi vào lịch sử, Phồn Xương, chùa Lèo, hố chuối, gắn liền với cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.
Nằm cách trung tâm đồn Phồn Xương khoảng 2 km về hướng Tây Bắc theo đường tỉnh lộ 292 lên Mỏ Trạng là cụm di tích đền Cầu Khoai và chùa Hoài Âm thuộc địa bàn xã Tam Hiệp. Di tích đền Cầu Khoai còn được gọi là đền Cô, một cách gọi dân gian để tưởng nhớ tới người được thờ ở đền là Đàm Thị Dung Hoa và Đàm Thị Quế Hoa. Theo gia phả họ Đàm và các tư liệu ở địa phương, Đàm Thị Dung Hoa sinh năm 1507 và Đàm Thị Quế Hoa sinh năm 1510, quê ở huyện Đông Ngàn, tỉnh Kinh Bắc, nay là huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hai cô là con gái của Đàm Thận Huy, vị quan lớn dưới triều Lê Mạc thế kỷ thứ 16, đã có nhiều công lao với dân, với nước, được sử sách ghi nhận. Đàm Thận Huy có vợ cùng với hai người con gái là Đàm Thị Dung Hoa, Đàm Thị Quế Hoa, cùng 38 người làng Hương Mạc theo ông lên vùng Yên Thế Bắc Giang chống lại nhà Mạc rồi mất ở thôn Cầu Khoai nay thuộc xã Tam Hiệp. Được dân địa phương lập đền tôn thờ. Sau này nhân dân địa phương dựng thêm một ngôi chùa phía sau đền thờ gọi là chùa Hoài Âm để cầu báo ân đức và lưu giữ tiếng thơm của hai cô con gái họ Đàm đã hy sinh ở vùng đất này. Quần thể di tích đền Cầu Khoai hiện nay gồm các hạng mục công trình, cổng đền, khuôn viên, khu đền chính và chùa Hoài Âm. Tất cả tọa lạc trong khu đất rộng đẹp bên cạnh trục đường 292. Đền Cầu Khoai được xây dựng năm 1524 và đã được tu sửa qua nhiều giai đoạn. Ngôi đền hiện nay có bình đồ kiến trúc kiểu chữ đinh gồm tòa tiền tế và hậu cung. Kiến trúc vì mái đơn giản, không chạm khắc cầu kỳ. Trong hậu cung bài trí tượng thờ hai cô và các thị nữ hầu cận. Phía sau ngôi đền là chùa Hoài Âm được nhân dân địa phương xây dựng. Sau này với ý nghĩa cầu báo ân đức, siêu thoát cho linh hồn của hai cô con gái họ Đàm. Ngôi chùa có bình đồ kiến trúc hình chữ đinh gồm tòa tiền đường và tòa thượng điện. Phần kiến trúc gỗ liên kết vì mái đơn giản, không chạm khắc. Tòa thượng điện bài trí hệ thống tượng Phật đầy đủ. Khu di tích đền Cầu Khoai không chỉ là nơi tôn thờ những nhân vật lịch sử có nhiều công lao với dân, với nước, mà còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Quần thể di tích còn nằm trong số đất đai do nghĩa quân Yên Thế cai quản trong thời kỳ khởi nghĩa. Xung quanh khu vực đền là cả một hệ thống đồn lũy của nghĩa quân Yên Thế. Đền Cầu Khoai là một trong số nhiều điểm căn cứ của nghĩa quân Yên Thế trong thời kỳ khởi nghĩa. Cũng tại khu di tích này, nghĩa quân Yên Thế và thực dân Pháp đã nhiều phen ở thế giằng co rất quyết liệt. Nghĩa quân tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, tiêu biểu như trận đánh đồn Hòm bên cạnh đền Cầu Khoai. Quần thể di tích đền Cầu Khoai, chùa Hoài Âm là trung tâm sinh hoạt văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội truyền thống của nhân dân địa phương. Lễ hội hàng năm được tổ chức vào các ngày 23, 24, 25 tháng riêng âm lịch với nhiều nghi lễ và các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Với giá trị lịch sử văn hóa và là nơi ghi dấu sự kiện lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, khu di tích đền Cầu Khoai xã Tam Hiệp là một trong 23 điểm di tích khởi nghĩa Yên Thế ở Bắc Giang đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đồn Hố Chuối hay còn gọi là đồn Thần Chết nằm ở thung lũng Hố Chuối thuộc xã Phồn Xương, cách đồn Phồn Xương 2 km về phía đông nam. Di tích này được xây dựng từ giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế 1887-1891. Sở dĩ mang tên Hố Chuối bởi đồn được xây dựng ở giữa một khu thung lũng lòng chảo đầy chuối rừng có vùng núi Hữu Thượng, nay thuộc xã Phồn Xương. Đây là một căn cứ quân sự quan trọng của nghĩa quân Đề Thám. Hệ thống đồn được xây dựng khá kiên cố. Ngoài các hệ thống tường lũy bao quanh, nghĩa quân còn đào hàng loạt hầm sông dày đặc. Đặc biệt, căn cứ lại được cây rừng che khuất, khiến cho đồn Hố Chuối trở thành một căn cứ địa bất khả xâm phạm. Chính vì thế mà tại đây, vào đầu những ngày cuối năm 1890, đầu năm 1891, nghĩa quân Yên Thế dưới sự chỉ huy của Hoàng Hoa Thám với lực lượng chỉ khoảng 150 người đã liên tiếp đánh bại 4 cuộc tấn công lớn của thực dân Pháp do các tướng Godanh, Tanner, Mayer rồi Frey chỉ huy, cùng với 2.212 binh lính trang bị vũ khí hiện đại, gồm cả bộ binh, công binh và pháo binh. Như vậy, nghĩa quân đã phải chiến đấu một chọi với gần 15 địch và đã chiến thắng oanh liệt trong 4 cuộc tấn công của Pháp vào đồn Hố Chuối. 73 lính Pháp đã bị thương, cùng với 26 tên đã vĩnh viễn nằm lại núi rừng Yên Thế. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân
tài chỉ huy quân sự của tướng lĩnh cộng thêm sự phòng thủ kiên cố đã làm cho Hố Chuối trở thành một căn cứ vững chắc, khiến cho kẻ thù khiếp đảm và phải thú nhận. Cái đồn lũy này quả xứng đáng với tên đồn của thần chết mà nhân dân địa phương đã đặt cho. Hiện nay, đồn Hố Chuối luôn là địa điểm căn cứ được Ban Chỉ quân sự huyện chọn làm nơi tổ chức các đợt thi hội thao lực lượng vũ trang hàng năm với nội dung chủ yếu là bắn súng. Một vinh dự lớn đối với nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế. Năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn đồn Hố Chuối là điểm tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Tị năm 2013. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự phát động và trồng cây tại buổi lễ để tạo cho đồn có phong cảnh rừng núi rậm rạp trở lại như ngày xưa. Tuy nhiên, những kiến trúc của đồn Hố Chuối như thành lũy và những pháo đài ở các góc, thành đắp hình chữ nhật chất liệu bằng đất lẫn đá và những lỗ châu mai, hệ thống giao thông hào chằng chịt đã không còn giữ được hiện trạng. Do vậy, điểm di tích này cần được các nhà quản lý duy tu và bảo tồn để Hố Chuối giữ được những nét vốn có của mình và mãi xứng đáng với cái tên đồn thần chết. Sau những thất bại liên tiếp ở căn cứ Hố Chuối, thực dân Pháp tiếp tục mở một đợt chiến dịch càn quét lớn vào các căn cứ của Nghĩa quân Yên Thế do tướng Phan Đông chỉ huy vào tháng 3 năm 1892. Một lần nữa, Nghĩa quân lại làm thất bại mưu đồ của kẻ địch khi tiếp những chiến công giòn giã trên các căn cứ chiến đấu. Một trong số những chiến thắng vang dội này xảy ra ở căn cứ Đồn Hòm thuộc xã Tam Hiệp. Căn cứ Đồn Hòm gồm có một đồn chính và ba đồn phụ ở ba phía, xây dựng trên bốn ngọn núi cao hiểm trở trong dãy Cai Kinh. Đồn chính do Đề Dương, tên của đề thám khi đó, trực tiếp chỉ huy, nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 30m về phía đông. Doanh trại trong đồn được che bởi cây rừng rậm rạp, xung quanh là dãy hào sâu bao bọc, từng đoạn hào có đào những hàm ếch làm thành các ổ chiến đấu. Từ trong hào lũy có thể quan sát được các vị trí xung quanh và phát huy hỏa lực ở mọi phía. Ba đồn phụ ở ba phía, tất cả tạo thành cụm chiến đấu hình bốn cạnh bao kín lấy làng Hòm và khu đồng Lầy Thụt. Đúng 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 1892, tên thiếu tá Henry tập trung hai khẩu để bác nã đạn vào khu đồn Hòm, mở đường cho 180 lính vừa Pháp vừa Khố Đỏ tấn công. Để cho những tên cuối cùng của đạo quân vào lọt trong khu đồn Hòm, Nghĩa quân mới từ bốn phía nhất tề nổ súng. Kẻ địch hết súng lúng túng, không biết đường nào mà tránh. Thật như một chiếc hòm giỏ, vào thì dễ mà ra thì khó. Quân địch tiến lên không được mà rút lui để phòng thủ cũng không xong. Hơn nữa cánh đồng lại lầy thụt, khiến cho xác giặc nằm ngổn ngang không sao đi được. Kẻ địch vẫn không tiến lên được, phải chịu rút quân. Chiến thắng vang dội trên đã chứng minh chiến công oanh liệt mà Nghĩa quân đã giành được tại căn cứ làng Hòm, đồng thời thấy rõ tài năng quân sự của người thủ lĩnh Nghĩa quân đề thám đã biết nhử địch vào nơi hiểm yếu để tiêu diệt, giành thắng lợi ngay từ phút đầu, trận đầu. Và cũng từ sau chiến thắng này, theo lời bọn thực dân Pháp thừa nhận, đã đưa uy danh của đề thám thêm lừng lẫy hơn bao giờ hết. Trong cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế chống thực dân Pháp do Hoàng Hoa Thám chỉ huy, đình Dĩnh Thép, xã Tân Hiệp là nơi Nghĩa quân Yên Thế hội quân lớn đã bầu ra các tướng lĩnh vào những năm 1889-1913. Do đó, nơi đây, trong lịch sử, Yên Thế đã trở thành nơi ghi dấu một sự kiện quan trọng của phong trào khởi nghĩa Yên Thế, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa. Đình Dĩnh Thép còn là một trong số 9 điểm di tích của khởi nghĩa Yên Thế được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Giá trị nổi bật nhất của di tích Đình Dĩnh Thép là nơi diễn ra hội nghị ghi dấu thời điểm củng cố lại tổ chức của Nghĩa quân Yên Thế. Năm 1888, Hoàng Đình Kinh, tức Cai Kinh, sa vào tay giặc Pháp và bị xử tử. Cuộc khởi nghĩa của phong trào Bãi Sậy và một số sĩ phu yêu nước bị thực dân Pháp đàn áp dữ dội. Yên Thế trở thành trung tâm thu hút của các cánh quân còn sót lại cùng hợp sức đánh Pháp. Thời điểm này rất cần củng cố lại phong trào sau những năm chống Pháp và hoạch định lại kế hoạch lâu dài cho cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Giữa lúc đó,
một hội nghị quan trọng đã diễn ra tại đỉnh Dĩnh Thép. Hội nghị được triệu tập vào ngày rằm tháng 7 năm Mậu Tý, tức ngày 22 tháng 8 năm 1888. Toàn bộ các thủ lĩnh đã tập trung về đỉnh Dĩnh Thép để dự họp. Hội nghị đã cử ra một bộ chỉ huy thống nhất, nhận định địa bàn hoạt động. Bộ chỉ huy gồm có Bá Phức làm tổng thống quân vụ, tức chánh tướng, Đen Nắm làm tả dực tướng quân, tức phó tướng, phụ trách hậu cần, Đề Thám làm hữu dực tướng quân, tức phó tướng chỉ huy tiền quân. Kết quả đó đã đem lại niềm tin lớn cho phong trào. Dân làng Dĩnh Thép và các làng lân cận đã chung nhau mổ bò, giết trâu, giết lợn, đánh đến chào mừng. Đỉnh Dĩnh Thép còn là nơi giặc Pháp phải giao nộp 15.000 franc cho Đề Thám để đổi lấy hai tù nhân. Năm 1894, Đề Thám cho bắt tên chủ đồn điền Sẹt Nay và Lô Diu, buộc chúng phải bỏ tiền ra chuộc tại đỉnh Dĩnh Thép. Sau đó, cuộc thương thuyết giữa Đề Thám và Pháp thông qua giám mục Bắc Ninh là cha Velasco, hai tù nhân Pháp được Đề Thám trao trả. Đỉnh Dĩnh Thép được xây dựng từ lâu đời và đã được tu sửa, tôn tạo qua nhiều giai đoạn. Năm 1907, Hoàng Hoa Thám đã cho tu sửa, tôn tạo ngôi đình nhằm bảo tồn giá trị văn hóa cổ của di tích. Di tích hiện nay được tu sửa, tôn tạo khang trang, gồm 3 gian hai trái tòa tiền đình nối hậu cung hai gian, tạo bình đồ kiến trúc kiểu chữ đinh. Các vì mái liên kết đơn giản kiểu vì kèo cánh báng, các cấu kiện kiến trúc không chạm khắc. Trong đình thờ thần Cao Sơn Quý Minh, Minh Giang Đô Thống, thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế Tử Trận. Họ đã có nhiều công lao với dân, với nước. Đình còn bảo lưu được một số đồ thờ tự có giá trị và 3 tấm bia đá thời Nguyễn có nội dung ghi về việc công đức tu sửa đình. Đình Dĩnh Thép là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử chính trị gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân địa phương. Từ xưa tới nay, đình Dĩnh Thép còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, nơi tổ chức lễ hội truyền thống của nhân dân. Lễ hội diễn ra ngày 6 tháng Giêng âm lịch và ngày 16 tháng 3 dương lịch với nhiều trò chơi dân gian thể hiện tinh thần thượng võ, khát vọng tự do của người dân Yên Thế như hội thi thả chim, hội thi cưỡi ngựa bắn cung, bắn nỏ, đấu võ dân tộc, đấu vật. Đây là niềm tự hào của người dân xã Tân Hiệp nói riêng và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế nói chung. Do có ý nghĩa quan trọng như vậy, nhân kỷ niệm 130 năm lễ hội khởi nghĩa Yên Thế, huyện Yên Thế đã xã hội hóa và bằng những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức cá nhân ủng hộ bằng tiền, vật chất, đúc tượng đồng anh hùng Hoàng Hoa Thám và bức tượng cũ được chuyển đặt vị trí uy nghiêm tại đỉnh Dĩnh Thép. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị của di tích lịch sử đỉnh Dĩnh Thép là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi chính quyền và các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng từ trung ương đến địa phương cần thường xuyên quan tâm, duy tu, bảo dưỡng di tích, đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân các dân tộc địa phương về những giá trị của di tích này. Chùa Thông thuộc xã Đồng Lạc, cách trung tâm huyện Yên Thế khoảng 3 km về phía đông nam. Đây là một trong 9 địa điểm được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, bởi chính ngôi chùa này là nơi nghĩa quân Yên Thế và thực dân Pháp họp bàn ký hỏa hoãn lần thứ nhất 1894-1897. Trong gần 30 năm lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế, Hoàng Hoa Thám đã tổ chức đánh nhiều trận tiêu biểu là các trận ở thung lũng Hố Chuối, Đồn Hòm. Ông đã dùng nhiều chiến thuật du kích tài tình, đã tránh được mũi nhọn của quân Pháp và đã gây cho họ những tổn thất nặng nề. Nghĩa quân Yên Thế đã trừng trị những kẻ phản bội như Đề Sặt. Nhận thấy chưa thể dập tắt được phong trào Yên Thế nên vào năm 1894, Pháp đã yêu cầu giảng hòa, cắt nhượng cho nghĩa quân 4 tổng là Mục Sơn, Yên Lễ, Nhãn Nam, Hữu Thượng thuộc Yên Thế. Hoàng Hoa Thám cũng muốn tranh thủ thời gian để chuẩn bị thêm lực lượng nên ông đồng ý hòa hoãn. Chùa Thông chính là nơi mà nghĩa quân chọn làm nơi bàn bạc, hòa hoãn với thực dân Pháp. Nhưng chỉ vài tháng sau, Pháp đã bội ước, huy động lực lượng mở các cuộc tấn công trên quy mô lớn vào Yên Thế. Tuy nhiên, lần ra quân này của Pháp cũng không đàn áp được nghĩa quân Yên Thế mà phải yêu cầu giảng hòa lần hai vào năm 1987. Trong thời gian hòa hoãn, nghĩa quân Yên Thế đã có những bước phát triển mới, địa bàn hoạt động được mở rộng từ Trung Du đến Đồng Bằng.
Với những giá trị lịch sử như vậy, hàng năm cứ vào ngày 14 tháng 3 dương lịch, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Đồng Lạc lại tưng bừng tổ chức lễ hội, thắp những nén hương thơm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo du khách trong vùng và các vùng lân cận về dự hội. Động Thiên Thai, nay thuộc xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, có tổng diện tích trên 1 hecta, là một trong những điểm di tích đặc biệt thuộc quần thể di tích của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Tại đây, nhân dân đã lập nên ngôi chùa để tôn thờ kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm, một danh nhân yêu nước, tài hoa, nhiều công đức, đầy bản lĩnh mà những trang sử chống xâm lược thực dân những năm 90 của thế kỷ 19 không thể không nhắc đến tên ông. Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm sinh năm 1875, mất năm 1929. Ông được chọn là một trong 14 nhân vật lịch sử được sử sách ca ngợi là thần đồng nổi tiếng. Xuất thân từ một gia đình nông dân quê ở Thái Bình, thuở nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh về tài đối đáp, ứng khẩu, làm thơ chữ Hán. Thế vậy, vua Tự Đức đã phải chu cấp tiền của để nuôi dưỡng và ban cho hiệu là Kỳ Đồng. Do được nhân dân khắp nơi ngưỡng mộ, tôn sùng ông như bậc chân nhân cứu thế tìm về quy phục, nên nhà nước bảo hộ toàn quyền từ Đông Dương đến các công sứ Thái Bình, Nam Định âm mưu lặng lẽ đối phó ông bằng cách bắt đi du học xã xứ để chặn đứng phong trào bạo loạn chống chính phủ thời bấy giờ. Một người dù bị đưa sang Pháp quốc học hàng 10 năm trở về, nhưng thực dân Pháp vẫn không khuất phục nổi. Ông cũng là quân sư của phong trào Mạc Đĩnh Phúc, và để gây dựng cơ sở cho phong trào khởi nghĩa ấy, ông đã rời quê hương Thái Bình, chọn Yên Thế làm điểm dừng chân. Ông cho lập đồn điền, xây dựng nên các ấp, khai khẩn đất đai, tích lũy hương thảo, chiêu mộ binh sĩ nhằm liên kết với nghĩa quân Hoàng Hoa Thám khởi binh khi có thời cơ. Trong thời kỳ xây dựng chợ Kỳ, Kỳ Đồng đã bí mật chỉ đạo nổi dậy cuộc khởi nghĩa vũ trang ở tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và bộ máy tham mưu đã được hình thành. Việc ông xuất hiện ở đây đã góp phần củng cố lực lượng của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Nhằm động viên ý chí chống Pháp của nhân dân các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du Bắc Kỳ, nên cuộc khởi nghĩa của ông đã nổi danh với tên gọi Thứ nhất ông Kỳ, thứ nhì ông Thám. Ngày nay, với những ý nghĩa vô cùng to lớn ấy, cùng với một số địa danh, tên đất, tên làng và một số di tích còn để lại, năm 1994, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định công nhận và bảo tồn di tích lịch sử Động Thiên Thai Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm. Hàng năm, cứ vào ngày 23 tháng 2 âm lịch, nhân dân các dân tộc trong xã lại tụ tập về đây mở hội, thắp nén hương thơm để tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ đến công lao của Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm và nghĩa quân. Lễ hội Yên Thế được tổ chức chính thức vào lần đầu tiên ngày 16 tháng 3 năm 1884, nhân kỷ niệm 100 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Từ đó đến nay, cứ đến ngày 16 tháng 3 dương lịch, lễ hội lại được tổ chức tại trung tâm thị trấn Cầu Gồ, đại bản doanh Phồn Xương năm xưa. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra trong khoảng thời gian dài, có ảnh hưởng không nhỏ đối với phong trào nổi dậy đấu tranh chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng để lại bài học lớn cho lịch sử dân tộc, chiếm vị trí ý nghĩa trong trường kỳ lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc. Đối với mỗi người dân Bắc Giang, dư âm về quá khứ vẫn hiện hữu trong từng nhịp trống ngày hội. Hình ảnh về một Hoàng Hoa Thám anh hùng sẽ sống mãi trong từng trang sử, trong tiềm thức và trong chính những chai cầu vồng Yên Thế. Khi nói đến Bắc Giang, không thể không nhắc đến khu di tích lịch sử văn hóa khởi nghĩa Yên Thế. Bởi không chỉ đây là một khu di tích cấp quốc gia cần được quan tâm, giữ gìn và khai thác, mà nơi đây chính là minh chứng cho lòng yêu nước, ý chí kiên cường của người Bắc Giang. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Qua bao thăng trầm của lịch sử, vùng đất Yên Thế hôm nay đang thay da đổi thịt với nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội dựa trên việc phát huy những tiềm năng và thế mạnh của chính địa phương. Điển hình như sản phẩm gà đồi Yên Thế đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho đặc sản gà đồi Yên Thế. Là địa phương miền núi, có địa hình đa dạng, lắm sông, nhiều suối.
Yên Thế rất có tiềm năng về du lịch, khoáng sản và phát triển nông lâm nghiệp. Với tổng diện tích đất tự nhiên trên 30.000 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm khoảng 48%. Yên Thế có thế mạnh rất lớn trong việc phát triển nghề trồng rừng kết hợp với chăn nuôi gà thả đồi. Nơi đây có con sông Thương, sông Sỏi cùng nhiều hồ lớn và suối nhỏ, cùng với nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Thế, đặc biệt là 9 điểm nằm trong di tích lịch sử, những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt. Và cũng là một vinh hạnh lớn đối với nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế. Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 5079 công nhận lễ hội Yên Thế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Yên Thế tổ chức lễ hội gắn với việc phát triển loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và văn hóa. Trong công cuộc phát triển kinh tế và xây dựng đời sống mới, vùng đất Yên Thế sẽ không ngừng vươn lên, làm bừng sáng vùng núi phía Tây Bắc, tỉnh Bắc Giang.